Cuộc vận động sáng tác bài hát Hồ Chí Minh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã nhận được 257 tác phẩm của các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên khắp cả nước gửi về tham gia. 12 bài hát được chọn vào vòng chung khảo. Đêm báo cáo và phát giải cuộc vận động sáng tác bài hát Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức vào lúc 20:30 phút ngày 18 tháng 12 năm 2008 tại nhà hát truyền hình Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Kính mời quý khán giả đón theo dõi. Những bông hoa xinh đẹp của ngành truyền hình cả nước sẽ cùng hội tụ và khoe sắc tại Duyên dáng truyền hình 2009. Hãy đón xem các nữ phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình của những đài truyền hình thể hiện sự duyên dáng, bản lĩnh với nhiều phần thi hấp dẫn và ấn tượng. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 12 năm 2008. Chung kết xếp hạng ngày 2 tháng 1 năm 2009 tại nhà hát truyền hình Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Hãy cùng tham gia hành trình kết nối những trái tim, chương trình truyền hình thực tế với chuyến xe đi khắp đất nước, khám phá, trải nghiệm, hoạt động xã hội và khát khao cống hiến của tuổi trẻ. Với cung bậc rung động của cảm xúc, họ có thể kết nối những trái tim và đủ tự tin đến gần nhau hơn không? Hãy đón xem chương trình lúc 22:30 phút vào thứ ba hàng tuần trên HTV7. Mơ được bước trên con đường đi xa mãi tới nơi chân trời xanh như ước mơ. Nhìn mắt em thơ cười. Mơ được cất tiếng nói yêu thương. Mời quý vị đón xem lúc 8 giờ tối trên HTV7 thứ hai hàng tuần, câu chuyện ước mơ. Thông báo mời họp mặt lớp chính trị cao cấp C11, Phân viện Chính trị Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh. Ban cán sự lớp chính trị cao cấp C11, Phân viện Chính trị Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh, khóa năm học 2001-2003, trân trọng kính mời các đồng chí học viên của lớp về dự buổi họp mặt thường niên cuối năm 2008. Thời gian vào lúc 17:30 thứ Sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2008. Địa điểm: khách sạn Grand, lầu 12 số 8, đường Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thủy ơi! Thủy! Tỉnh dậy đi Thủy! Anh Lại Trung là chồng của em đây Thủy! Ê thằng này! Mày ở nơi đâu? Tao hỏi mày sao mày không nơi? Mày điếc! Mày như vợ của tao đâu không? Tao, tao tìm nàng khắp chốn mà không thấy đâu hết á. Mày điếc cùng kiếm vợ đâu đây? Để mày nói đàng hoàng thằng chỉ giùm cho. À, mày đừng có dạy thằng kia đó nè. Mời quý vị và các bạn cùng đón Giáng sinh với nhịp cầu âm nhạc của tôi trực tiếp từ nhà hát truyền hình HTV lúc 20:30 ngày 24 tháng 12 trên kênh HTV9. Với chủ đề rực rỡ Giáng sinh, chúng ta sẽ được gặp gỡ các ca sĩ Phương Thanh, Mỹ Lệ, Hiền Thục, Bảo Thi, Trà My Idol, Thu Thủy, Hoàng Lê Vi, nhóm La Thăng và các ngôi sao ca nhạc khác. Âm nhạc của tôi chúc mừng Giáng sinh vui vẻ, an lành.